Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ hiện có hàng chục hồ bơi, phần nhiều là ở Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy. Các hồ bơi nhìn chung được khai thác hiệu quả bởi phụ huynh ngày càng quan tâm trang bị kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cũng như tạo sân chơi cho con trẻ. Hồ bơi Minh Phương ở đường Trương Vĩnh Nguyên, quận Cái Răng chính thức hoạt động khoảng 4 tháng nay. Thanh thiếu nhi đến học bơi, vui chơi giải trí ngày càng tăng. Khi bơi thì hay, rất là vui, cũng bơi được cùng với bạn bè. Ở đây cũng rất là đông nữa. Hồ bơi rất là thoáng mát, rất là sạch sẽ. Mỗi cuối tuần thì con hay đi bơi. Con bơi cũng khá là lâu rồi. Nhận thấy ở địa phương mình là rất là cần thiết. Thì các em nhỏ nó có được cái sân chơi để mà nó rèn luyện cái môn bơi để chung tay phòng chống đuối nước và phát triển cái phong trào bơi lội ở địa phương ở quận Cái Răng mình. Thành phố Cần Thơ đang có trên 50 hồ bơi, bao gồm các hồ được xây dựng khai thác từ kinh phí nhà nước, từ các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến các đơn vị cá nhân đầu tư kinh doanh trong các khu dân cư. Các hồ bơi là điểm đến của rất nhiều em nhỏ, nhất là dịp cuối tuần, bởi đây còn là nơi đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí. Dạ, hôm qua là 8 ngày rồi, thầy dạy rất là hay, rất là đa dạng, rất là phong phú. Đúng. Dạ. Các bé có hoạt động giải trí cuối tuần. Còn quan tâm nhất là chống đuối nước cho các bé. Hàng năm là hồ bơi vẫn kết hợp với số trường đăng ký tổ chức cho các em thi học khỏe động cấp trường, thậm chí cấp quận, thậm chí đại hội thể thao quận. Đó thì cũng phát hiện ra một số em có tố chất và từ đó đạt được tích cao đó, đem lên cho các em tập luyện học khỏe động cấp phố. Thì đạt tích là làm nguồn cho học sinh nó tham gia cái học khỏe động toàn quốc. Thời gian gần đây, việc trang bị kỹ năng sống được các phụ huynh quan tâm nhiều hơn. Học bơi để phòng chống tai nạn đuối nước, rèn luyện sức khỏe là nhu cầu cơ bản thiết yếu khi việc tập bơi ở các sông, kênh, rạch còn nhiều yếu tố chưa đảm bảo về an toàn, về môi trường nước.